Bài tập gập cổ sâu ở tư thế nằm ngửa. Nằm ngửa, gập hai gối và đặt hai bàn chân đặt phẳng trên sàn. Đặt một chiếc gối mỏng hoặc khăn tắm dưới đầu và nhìn lên trần nhà. Hình dung một điểm trục xoay đi qua hai tay bạn. Gật nhẹ cằm như thể đang xoay quanh điểm trục đó, mà không làm căng các cơ hai bên cổ. Bắt đầu nhấc đầu khỏi gối theo cùng một động tác trong khi bạn tiếp tục hít thở. Giữ nguyên tư thế này 3 đến 5 giây, sau đó từ từ hạ đầu xuống, trở lại tư thế ban đầu. Lặp lại. Cố gắng co cơ bụng dưới và cơ sàn chậu cùng lúc. Thả lỏng cổ và thư giãn.